Cái này cái nụ gồ công nha bạn. Cái này có cái đế nở nhưng mà nó bị sẹo cành nhiều. Cái này nó bị sẹo cành nhiều nha. Nó nở cái cũ. Cái này khúc chỗ này nụ lắm nhưng mà mình tán bỏ rồi. Còn nụ nụ nè. Nói chung mấy giao cái lô này là nụ dữ lắm các bạn. Nụ từ gốc lên tới ngọn như cái dẻo này nó nổi nụ đâu cái trời nè. Nó có một số sẹo cành nhỏ nhỏ nhưng mà cái này nuôi cũng dễ liền. Đây xưa cốt đa chỗ này mọc tùm lum nè. Cây này thiệu hoành lớn lắm nha bạn, cái cụm chỗ này gần 50 á. Nghĩ chắc 50 có thể là bốn mấy, không mấy không tới 50 này, gần 50 chứ không tới 50. Cây này thì mình lên mấy cốc đa chắc mình làm thàn vòng vòng đây luôn quá. Tại mấy cái cốt này nó xỉa lên không khéo nên mình đục bỏ hết. Cái này nguyên cái củ cũng bự lắm nha bạn, nguyên cái củ. Để thì cái này để thì đặt bu rồi. Cái này thì chủ yếu là mình nuôi cái đường thân, đường thân vô cành. Cây này chắc lấy mặt tiền bên đây, tuy là nó sẹo nhiều nhưng mà nuôi thời gian sẽ liền vô cành. Này cái cầm đế nguyên khối nó bự lắm, tại xưa cốc đa nó nhảy lên chỗ này rất là nhiều, như rất nhiều nhánh này, một rất là nhiều nhánh. Cái này mình phải nuôi mà cắt thôi, nuôi cắt cành sẹo cành. Nụ công nha bạn.